chào tụi con. Bây giờ từng đứa giới thiệu tên cho chú nghe coi. Ê, không được. Khoan. Nếu là người lịch sự thì chú phải là người giới thiệu trước, đúng không? À, để chú giới thiệu nha. À, giới thiệu với tụi con, chú tên là Nguyên. Đó, Nguyên ở đây là Trạng Nguyên, chứ không phải bom nguyên tử, không phải là bom đâu, tụi con đừng có sợ nha. À, để ra mắt với tụi con thì bây giờ chú có ít tiền cho tụi con. Đó. Chào con nha. Cái gì vậy? Nguyên làm gì vậy? Trời trời, ông này ngồi nói chuyện một mình với dông như vậy hả? Sao nhìn ta cười kìa? Anh bị điên khùng gì vậy? Khùng đâu mà khùng. Em không biết anh ngồi đây từ sáng giờ là để tập vợt, chuẩn bị cho chuyện gặp con của em đó. Cái gì? Anh tập vợt để gặp con của em hả? Ôi, thấy thương quá à. Con của em là con của em, chứ phải ba má em đâu mà tự nhiên phải tập vợt. Mẹ có biết không? Từ sáng tới giờ ngồi đây nè, anh uống bao nhiêu ly cà phê mà anh vẫn còn hồi hộp. Coi tay nè, giờ vẫn còn rung ướt nhẹp. Thấy không? Thường quá à. Anh chu đáo quá à. Không sao, anh đừng suy nghĩ gì nhiều. Con em dễ lắm, anh biết không? Hồi trước giờ á, anh đứng trước đám đông nói 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không hề hấn gì. Mà bây giờ cứ nghĩ tới cái chuyện này là anh hồi hộp à. Mà nè. Hả? Bây giờ á, em phải nói cho anh biết con em thích cái gì, muốn cái gì, để anh còn tùy cơ ứng biến nha. Trời ơi, con nít mà thì nó thích tùm lum hết trơn. Tụi nó cười là anh cười, tụi nó khóc là anh khóc đó. Xong tụi nó đang chơi vịn hùi với anh chơi chung, hiểu không? Ờ, ngang chăn ngang lứa, các mạng lứa gì đó. Vui, vậy thôi, đơn giản. Ngày đó em sẽ tạo điều kiện cho ba cha con ở chung với nhau. Anh cố gắng phát huy nha. Em vừa mới nói gì? Hả? Ba cha con. Ừ. Trời đất ơi, chưa gì mà em nói ba cha con rồi. Nghe thích quá, thấy cưng quá à. Anh gửi về nhà, hai đứa nhỏ con em nó sẽ thích anh giống như em thích anh vậy đó. Thiệt không? Thiệt. Hả? Quy nha. Xin chào tụi con. Chú xin tự giới thiệu, chú tên là Nguyên. Này. Gì? Ta gửi nó kìa. Anh, mở qua phim màn hình cho em đi. Thôi, không thấy anh đang ngồi coi chương trình ca nhạc à? Anh mà không bật đèn cánh anh đó nha. Ê, dám không? Ê, có khách nè. Chào hai đứa. À, giới thiệu với hai đứa, đây là chú Nguyên, bạn của mẹ. Giới thiệu với anh, đây là hai con của em. Chào đây là con. Winner là người chiến thắng. Còn đây là công chúa của em, Candy. Trời đất ơi, dễ thương quá ta. Trời ơi, nó cưng quá. Con cho ai đựng con đâu. Chú xin lỗi, chú làm tổn thương con. Về tổn thương. Có quà cho con nè. Quà. Cảm ơn. Candy. Không sao, vui. Ờ, Candy, phim hoạt hình em thích kìa. À, phim hoạt hình em thích, yeah. À, phim hoạt hình chú cũng thích. Thích, chú thích lắm. À, nhìn kìa. Ờ, à, nhìn kìa. Trời. Sớm muộn gì anh cũng sẽ giành được tình cảm của các con nhà mình thôi. Yes. Vui quá, vui quá. Nó chạy kìa. Ừ, sao đoạn này buồn quá vậy? Buồn quá à, con ơi. Sao cho nội này lố quá vậy trời? Trời ơi, nhìn chú thấy thương chưa kìa. Chú ơi. Ơi. Con thấy đâu có buồn gì đâu. Mà sao chú khóc dữ vậy? Trời ơi, chú khóc cười thì cũng y chang Candy á. Chả có thật gì hết trơn á. Thôi đi. Hai đứa thôi được chưa? Đi lên phòng đi. Dạ. Dạ.
cười quá. Em hình như là tụi nó không thích anh á. Bây giờ tính sao? Giờ nhà ai nấy ở chứ tính sao? Ông làm lố quá ông ơi. Sao giờ này mẹ còn chưa dạy để nấu cơm cho mày ăn vậy anh? Trời ơi, em còn nhỏ là không biết đâu. Khi người ta mà đã yêu vào rồi ấy, chả làm được cái gì hết á. Trời, làm như anh đã yêu rồi á, rành ghê. Kinh đời. Ủa, mẹ à mẹ? Ủa mẹ. Mẹ hai đứa. Mẹ làm con hơi hồn à. Trời ơi, sao mẹ giờ này còn chưa làm đồ ăn sáng nữa? Đúng rồi. Thôi mệt quá à. Sao giờ này mẹ còn chưa làm đồ ăn sáng vậy mẹ? Trời ơi, đứa lúc nào cũng biết nghĩ cho bản thân hết mà không ai nghĩ cho mẹ hết vậy. Bọn mẹ có người yêu, mẹ có chỗ dựa là đứa con không vui hả? Thì bọn con có ý kiến gì đâu. Chỉ là bọn con không muốn mẹ có thêm em bé, lại phải san sẻ tình cảm nữa. Vậy là con đồng ý cho chú Nguyên vậy đi, sống chung với mẹ với các con. Nhưng miễn là mẹ đừng có em bé thôi đúng không? Dạ. Nhưng con muốn có em bé. Vậy là hai đứa con đồng ý cho chú Nguyên vậy để ở thiệt hả? Dạ. Buổi tối chú Nguyên có thể xem tivi với tụi con. Trời ơi, tụi con có phản đối gì đâu. Toàn mẹ tự suy diễn không à? Mẹ xin lỗi. Mẹ hiểu lầm mấy đứa con. Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ mẹ sẽ vào bếp và làm đồ ăn sáng cho cả hai đứa. Yeah. Đi vô. Trời ơi, đói quá trời này. Hẹn gặp ra coi thử là anh còn sống hay là đã chết. Hôm qua ai nói chia tay rồi tôi sẽ chết? Tôi không có chết liền, tôi chết từ từ, chết dần chết mòn. Không phải em nói với tôi là hả, khi mà tôi qua nhà đó thấy tụi nhỏ làm cái gì chỉ cần hùa vô làm chung với tụi nó, thấy tụi nó cười mình cứ hùa vô mình cười, thấy tụi nó nói mình hùa vô mình nói. Nhưng mà cuối cùng kết quả làm sao? Tụi nó có thích anh đâu. Trời ơi luôn á. Anh Nguyên, anh cũng có một đứa con mà. Sao tâm lý anh ngây thơ như lần đầu làm bố vậy? Hả? Trời đất ơi. Bây giờ nè, hỏi thẳng anh nè. Dạ anh có thương tôi không? Anh thương em á, đâu có bằng em thương con em. Thì đương nhiên, con em đẻ ra là em phải thương rồi. Nếu mà thật sự như vậy á, thì ngày mai chuyển đồ qua nhà tôi, phụ tôi, chăm sóc cái đứa nhỏ. Anh biết rồi, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa đâu. Cái gì trời? Cái gì? Em vừa mới nói gì? Anh chuyển đồ qua nhà em. Ờ, nhưng mà còn mấy đứa nhỏ thì em tính sao? Trời ơi, nói thiệt luôn á, em với anh giống như là hả, con nít còn hơn hai đứa con của em nữa. Hai đứa nhỏ đâu có cấm cản gì chuyện em với anh tới với nhau đâu. Mà chính em với anh tự suy diễn ra cái chuyện là hai đứa nhỏ cấm cản. Gì hả? Ờ, chứ tụi nó có nói gì đâu. Trời ơi, anh thích quá à. Anh cũng đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Nghĩ kỹ lắm rồi. Nè, đừng có nói là đổi ý định nha. Nha, đừng có lật kèo nha. Lao không à. Anh nghĩ là anh qua nhà em, anh sẽ đóng cái giường to hơn để cho vừa để hai đứa mình nằm. Không này, vậy là giỏi. Nè. Anh nói là anh yêu thương em đúng không? Vậy thì anh phải hứa với em á, anh cũng phải yêu thương con của em y chang như vậy. Anh xin thề, xin thề. Xin đảm bảo. Chờ anh chút. Cái gì á?
Con gái hả? Nè, ba báo cho con một tin mừng nha. Hai cho con mình chuẩn bị chuyển nhà. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé.